Thật may mắn khi người đi xe đạp điện suýt bị ô tô đâm phải, nhưng tài xế ô tô đã đánh lái kịp thời. Một chiếc xe bất cẩn đâm thẳng vào quầy hàng bên đường. Lúc này có rất đông người đang đứng ở đó, nhưng thật thần kỳ là không có ai bị thương. Người đi xe máy đang đứng đợi đèn đỏ thì một chiếc ô tô mất lái đâm thẳng vào anh ta. Anh ta ngã ra đường khi một chiếc ô tô khác cũng đang lao đến. Rất may, chiếc ô tô đen chỉ sượt qua đầu anh ta chỉ vài cm. Người phụ nữ băng qua đường mà không quan sát phía sau. Rất may, tài xế đã đánh lái nên chỉ va chạm ở bên hông cô ấy. Cô ấy đã đứng dậy đi tiếp, nhưng có vẻ khá là đau đớn đấy. Học sinh lái xe đạp điện lao qua ngã ba mà không quan sát, tí nữa đã bị chiếc xe tải tông trúng. Rất may, tài xế xe tải đạp thắng kịp thời. Những người ở trong nhà này đã bị một phen hú vía khi họ may mắn thoát khỏi một chiếc xe điên mất kiểm soát lao thẳng vào nhà. Thật may, lúc này mọi người trong nhà đều đã chạy hết ra ngoài. Hai học sinh may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong gang tấc khi một tài xế taxi mở cửa không quan sát khiến hai em ngã văng ra đường. Nhưng tài xế chiếc xe 16 chỗ phía sau đã đánh lái kịp thời, không để lại hậu quả đáng tiếc. Ông chú đi xe đạp dừng lại giữa đường, suýt bị chiếc xe bồn tông phải. Mấy người già thì nên nhờ con cháu chở đi, chứ đừng tự đi như vậy, nguy hiểm lắm. Đường đang đông đúc xe, nhưng hai người vẫn lao qua đường. Thế là họ đã bị một chiếc ô tô tông trúng. Nhưng may mắn, họ chỉ bị xây xước nhẹ, vì tài xế ô tô đã kịp giẫm phanh giảm tốc độ. Anh thanh niên gửi xe máy băng qua đường thì bất ngờ phát hiện ra xe ô tô đang lao đến. Anh ta hoảng hốt vứt cả xe máy. Rất may, người lái ô tô đã phanh lại kịp lúc nên không có hậu quả thảm khốc xảy ra. Người đàn ông đi xe máy qua đường mà không thèm nhìn lại phía sau quan sát nên đã bị ô tô đen tông trúng. Cú đâm khá mạnh nhưng chắc nhờ ông bà đỡ nên ông ta không bị sao. Tuy nhiên, đó cũng là bài học cho ông để không còn mất cẩn khi qua đường như vậy nữa. Không chỉ ở Việt Nam mới có tay lái lụa đâu. Đoạn video được quay ở Ấn Độ cho thấy hai người đi xe máy đã né nhau một cách điêu luyện. Rào chắn đã bị hạ xuống, nhưng tài xế ô tô đen không hiểu vì lý do gì vẫn đi ngang qua đường sắt. Chỉ cần anh ta chậm một giây nữa thôi là đã bị đoàn tàu khổng lồ đầm nát xe rồi. Chiếc taxi bỗng nhiên lao ra giữa đường, khiến người đàn ông đi xe máy hoảng hồn té ngã. May mắn thay, lúc này không có chiếc xe lớn nào đi tới. Anh ta chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi. Hai người băng qua giao lộ mà không phát hiện chiếc xe tải đang lao đến dù đường khá vắng. Nhưng tài xế xe tải đã dừng lại kịp thời. Nếu không, hai người đi xe máy phải về chầu ông bà tổ tiên rồi. Chiếc ô tô vào cua ẩu, suýt tông vào ông già đang đi bộ. Có vẻ ông già rất tức giận nên đã quay lại chửi chiếc ô tô một trận. Không hiểu anh chàng này còn muốn sống nữa không mà lại phóng xe với tốc độ cao trên đường. Suýt chút nữa va chạm với một ô tô khách và một ô tô con. Các bạn đừng bắt chước anh chàng này nhé, hãy luôn bảo vệ tính mạng của mình. Người đàn ông thản nhiên đi bộ mà không biết chiếc xe phía sau đã bị rơi bánh lăn về phía anh ta. Rất may mắn đã đổi hướng và không gây hại gì. Người đàn ông muốn quay cảnh đẹp nên đã đứng ở vị trí nguy hiểm, suýt chút nữa bị máy bay tông trúng. Người đàn ông đã không thể bắt con cá bằng tay, nhưng xui rủi thế nào nó lại chui ngay vào chiếc vợt của anh ấy. Đúng là hay không bằng hên mà. Anh chàng này không đánh bi da bằng gậy
mà là bằng hông. Thật sự cảm phục phản xạ của anh ấy đấy. Đây là người có phản xạ chân hay nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng. Rất may, anh ấy đã bắt cái ly trước khi nó rơi vào đầu khách. Chứ không, anh ấy đã bị đuổi việc rồi. Đây mới là đỉnh cao của phản xạ. Anh chàng đã hai lần né được quả bóng liên tiếp. Người đàn ông có sức bật đáng kinh ngạc đã thoát khỏi tia nước bắn trúng. Người công nhân may mắn không bị thương khi chiếc xô chỉ rời cách anh ta vài bước chân. Một cảnh tượng như phép thuật đã được camera quay lại khi bill tính tiền bị gió thổi bay đi và sau đó bay ngược lại rơi đúng vào chỗ cũ. Người đàn ông định dùng tay không để đỡ chiếc cửa đang rơi xuống, nhưng may mắn anh ta đã kịp nghĩ lại và bỏ chạy. Chứ nếu thực hiện hành động ngu xuẩn đó thì có lẽ hai bàn tay của anh ra đi rồi. Thật may mắn cho người đi bộ, nhưng thật xui cho chủ chiếc ô tô. Anh ấy đã phải tốn rất nhiều tiền để sửa xe do bị cây đè xuống đây. Đánh golf khá nhàm chán. Được cả lũ bạn đưa golf cho đánh như thế này thì đúng là ngầu đét luôn. Video đến đây là hết rồi. Đừng quên tặng cho chúng tôi một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.